Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của gia đình mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái món bánh trứng bồng bềnh, hay còn gọi là bánh trứng bọc biển. Cái món bánh này đang là rất là hot ở trên mạng. Cái bánh trứng này đó, mình ăn vô mình có cảm giác nó rất là nhẹ nhàng. Thì bây giờ mời mọi người cùng vào bếp với mình làm cái món bánh này nha. Đây mình có là 4 trái trứng nè mọi người. Đó, mọi người có thể dùng 2 trứng, 4 trứng hoặc 6 trứng thì tùy. Ở đây hôm nay mình làm là 4 trứng nha. Rồi bây giờ hãy cùng mình tách cái lòng trắng trứng và cái lòng đỏ ra nha. Thì bây giờ mọi người tách nó khéo, đừng có để cái lòng đỏ, cái lòng trắng nó bể ra. Tại vì cái lòng trắng này mình tách ra đó, lòng trắng nó chính cái lòng đỏ, chút xíu nữa mình đánh lên á, nó sẽ không có xốp cái trứng này lên đâu. Đây là chồng là trắng sau khi mình đã tách các chồng đỏ ra nha. Thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng đường, nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ dùng một cái máy đánh trứng, mình sẽ đánh cho cái chồng trắng này nó sẽ thành những cái bọt đó mọi người, cho nó xốp lên. Và mọi người nhớ là khi mà mình đánh cái trứng này là cái máy đánh trứng của mình không dính dầu, và cái chồng trắng sẽ không dính cái chồng đỏ nha. Thì là cái trứng nó sẽ xốp lên rất là nhiều. Có thể dùng một cái phơ đánh trứng như vậy mình đánh cũng được, nhưng mà đánh bằng cái này nó lâu lắm và nó sẽ bị mỏi tay, nên mình có máy đánh trứng thì nó sẽ tiện hơn. Khi mà mọi người đánh mà nhấc lên như vậy thấy cái chóp của cái trứng nó không có bị xẹp xuống là được nha. Và đây là chồng đỏ. Rồi mình sẽ cho vào đây khoảng một tí xíu muối nữa nha. Sẽ quậy cái này cho nó tan đều ra là được. Đó, nó tan ra như vậy là được rồi nè. Rồi sau khi chồng trắng mình đã đánh cho nó xốp lên như vậy, cho có nhiều bọt như vậy, thì bắt đầu mình sẽ đổ cái chồng đỏ vô luôn nha. Rồi mình sẽ đảo cho cái hai cái chồng trắng và chồng đỏ này cho nó đều lên. Nhớ là nhẹ tay thôi nha mọi người. Đây là chồng trắng và chồng đỏ sau khi mình đã mix chung với nhau. Rồi trên bếp mình có để một cái chảo nó đã nóng ra, rồi mình cho vào đây một tí xíu bơ. Thì mọi người tùy, cho dầu cũng được, bơ cũng được. Nhưng mà mình thấy với bơ thì cái bánh nó sẽ thơm hơn. Đổ hết cái phần trứng này vô luôn nha. Rồi mình bắt đầu mình sẽ chạy đều cái bánh này ra, chạy đều cái phần trứng này ra. Sẽ dùng cái nắp mình đậy lại, mình để từ 3 cho tới 4 phút với cái lửa vừa nha. Đừng có để lửa lớn quá nó sẽ bị cháy đó. Mình để cái lửa vừa thôi, trong vòng từ 3 cho tới 4 phút. Rồi đây là bánh sau khi mình để từ 3 đến 4 phút nè, mọi người thấy nó phồng lên rất là to. Rồi mình sẽ lật cái bánh này nha. Sau khi 3 đến 4 phút rồi đó, bánh nó đã chín ở bên phía ngoài này đó, mình sẽ lật qua. Wow. Phồng lên rất là đẹp nè mọi người. Mọi người thấy không? Đó. Nếu mà mọi người thích ăn mà cho nó sống sống như vậy lấy ra là ăn được rồi. Đó. Nhưng với mình thì mình thích ăn chín hơn một tí xíu, thì mình sẽ làm cho nó chín hơn một tí xíu nữa nha. Nè mọi người thấy không? Nó phồng cái bánh lên nè. Mình sẽ lật ngược qua tí xíu nữa, tại mình thích ăn cho nó chín một tí xíu đó. Nè, mọi người thấy không, cái bánh nó đúng nè, đúng nín nè. Đó, nó rung rinh nè, mọi người thấy không? Nè. Mình đánh vô nè. nó rung rinh như vậy nè, nó phồng lên rất là bự. Bây giờ mình sẽ lấy ra dĩa nha. Rồi đây là món bánh trứng mình đã làm xong rồi nè mọi người ơi. Nó phồng lên rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Mình sẽ cắt ra, mình sẽ coi ở bên trong coi nó như thế nào nha. Đây là miếng bánh sau khi mình đã làm xong nè mọi người. Bên trong rất là xốp, rất là ngon. Rồi bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với mình. Wow, xốp ngon mọi người ơi. Cái
cái bánh này đó mọi người có thể ăn với lại ngọt cũng được, cái nước đường cũng được nha. Và không, để không như vậy ăn cũng được, mình nêm cho vào đây một tí xíu muối và một tí xíu đường rồi đó, cái vị của nó rất là ngon, rất là sốt và ngon mọi người, giống y chang như bánh bông lan vậy đó. Rồi mình cũng chia sẻ đến mọi người cách làm bánh trứng nha. Mình xin kết thúc với cái video clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video clip của vợ chồng mình. Nếu mọi người yêu thích thì hãy đăng ký, share, like, ủng hộ channel cho vợ chồng mình nha. Hẹn gặp mọi người trong những video kế tiếp. Bye bye.